Về quê ăn Tết thấy bình yên, muốn nghỉ việc có phải quá bốc đồng? Phải quay trở lại thành phố đầy khói bụi và nhịp sống hối hả là lý do khiến nhiều người muốn kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài mãi mãi. Về quê ăn Tết Nguyên đán, cảm thấy nhịp sống chậm rãi ở quê rất thoải mái nên không muốn lại thành phố lớn làm việc, thậm chí muốn từ bỏ luôn công việc hiện tại vì ngại phải đối mặt với những ngày bị vắt kiệt sức ở văn phòng. Với những ngả đường và dòng người chen chúc, có lẽ không ít người đã có suy nghĩ như vậy sau những kỳ nghỉ dài ngày đây còn được xem là một trong những lý do tạo nên làn sóng nghỉ việc sau tết mà năm nào cũng diễn ra nhưng quyết định nghỉ việc như vậy có phải quá bốc đồng một tôi được chứng kiến một câu chuyện thế này hàng xóm nhà tôi ở quê có một anh con trai sau khi anh tốt nghiệp đại học thì không tìm được một công việc tốt ở quê nhà nhưng bố anh lại có thể sắp xếp cho con trai một vị trí khá tốt ở thành phố lớn để làm được điều này người bố đã phải tốn rất nhiều công sức sau khi đến thành phố làm việc anh ấy có người yêu và kết hôn cuộc sống ngày càng ổn định nhưng trong một dịp về quê nghỉ lễ, anh ấy nói rằng không muốn quay lại thành phố và tiếp tục công việc cũ nữa. Cả gia đình đã cố thuyết phục và không thành công nên đành bỏ cuộc. Thời gian đầu, khi mới về quê, anh cùng chú và ông nội trồng rau trong nhà kính. Tuy nhiên mới đi làm được vài ngày, anh ấy đã kêu đau lưng, nhanh chóng từ bỏ vì không quen làm việc nặng. Sau đó anh mở một sờ studio chụp ảnh cưới, nhưng khi mọi thứ xong xuôi thì anh bỏ cuộc vì chán. Một thanh niên 30 tuổi không thể ở nhà mãi nên anh quyết định mở một nhà hàng vịt quay. Có điều ai nhìn qua cũng biết anh ấy không phải là kiểu người chịu đựng được hơi khói và dầu mỡ trong bếp. Hơn nữa khoản giao tiếp của anh cũng không tốt, không buồn chào hỏi khi khách vào cửa hàng. Việc kinh doanh không thể duy trì nên anh ấy đã phải nhượng cửa hàng. Bây giờ vợ chồng anh sống lai lắt ở quê, làm vài việc lặt vặt cho qua ngày. Có lẽ trong lòng anh ấy hẳn chứa đầy những điều tiếc nuối. Vì vậy, cho dù là mảnh đất quê hương, nếu bạn trở về mà không có bất kỳ kỹ năng nào, không có khả năng sinh tồn thì vẫn sẽ gặp phải những rào cản ở khắp mọi nơi. Cuộc sống là như vậy, ở đâu cũng có bất lực và buồn bã, áp lực và phiền muộn. Chỉ khi có một trái tim thanh bình và yên tĩnh thì nơi nào cũng sẽ là quê hương, không quan trọng bạn đang lang thang ở đâu. 2. Quay lại với câu hỏi ban đầu, thật ra bạn thấy nhịp sống ở quê thật chậm rãi, thật thoải mái vì bạn không phải đi làm. Trong thời gian này, bạn cũng không phải lo lắng về cái ăn cái mặc, có nhiều bạn bè và người thân ở bên cạnh, khắp nơi tràn ngập không khí vui vẻ. Bạn biết không, nếu không phải đi làm và không bị áp lực cơm áo gạo tiền thì dù ở thành phố sôi động nhất, bạn cũng sẽ thấy rất thoải mái và thư giãn. Khi bắt đầu phải lo lắng về công việc, ăn mặc, không ai có thể thấy thoải mái được. Tất nhiên, nhịp sống ở quê chậm hơn là điều rõ ràng. Nhưng nhịp làm việc cũng sẽ chậm hơn, tiền lương cũng ít hơn và bạn sẽ có những lo lắng mới. Nếu giá thuê nhà bằng 1 phần 5 sâu với thành phố thì lương cũng chỉ bằng 1 phần 5 trước đây chưa kể các chi phí khác cũng không rẻ hơn bao nhiêu thậm chí chất lượng dịch vụ còn có thể không chuyên nghiệp bằng nếu bạn không tìm được việc đúng chuyên môn hay thế mạnh thì mọi chuyện còn tệ hơn nữa bạn có thể dầm xương dãi nắng trên cánh đồng bạn có ngại bị chê cười khi làm việc trong một chiếc xưởng nhỏ bố mẹ có cần nhằn khi thấy đứa con mình nuôi ăn học bao năm lại về nhà làm việc khổ cực không ở được một thời gian bạn bắt đầu phát hiện ra khắp nơi đều là những gương mặt quen thuộc của người thân họ hàng đến mức khi muốn yên tĩnh một mình trốn khỏi thế giới cũng không thể bởi ở nhà vẫn phải đối diện với bố mẹ ba nhưng nếu quyết định nghỉ việc và về quê là quyết tâm là kế hoạch đã được tính toán kỹ càng thì đó là lựa chọn không phải bốc đồng sau khi về quê có thể bạn không được uống cốc trà sữa yêu thích không được gặp gỡ những người bạn sôi nổi không được xem bộ phim mới ra mắt nhưng bây giờ bạn được ăn cơm mẹ nấu thủ thì trò chuyện với bố về cây cối ngoài vườn gặp lại người bạn thời thơ ấu và có cảm giác thân thuộc vững chãi sự khác biệt một trời một vực này chỉ cách nhau một chuyến bay chuyến tàu hay xe thậm chí với nhiều người sau khi về quê rồi thì chỉ ước không về sớm hơn không chỉ bởi cuộc sống bình yên mà đôi khi họ còn hối hận vì đã bỏ lỡ khoảnh khắc được nhìn mặt những người thân thương lần cuối các thành phố nhỏ hay miền quê sẽ ít có lựa chọn công việc hơn ở thành phố lớn vì vậy những người chọn quay lại quê hương thường làm phờ di lan sơ hoặc khởi nghiệp quyết định này sẽ đem đến nhiều khó khăn hơn so với việc đi làm vào cuối tháng nhận lương Đổi lại bạn được làm những việc mình thích, tự làm chủ bản thân, khi đối mặt với khó khăn ngay trên chính quê hương mình, có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, bạn muốn được quay lại thành phố. Miễn là khi bắt đầu bạn sẵn sàng và đến cuối bạn không hối hận, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà thôi. 4. Suy cho cùng thì câu hỏi nào cũng vậy, mỗi người sẽ có một cách trả lời khác nhau. Có người chọn có, có người nói không, cũng không ít người chần chừ, nhưng đừng quên rằng lựa chọn cái này cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ cái kia. Và cho dù đáp án như thế nào thì đó vẫn là cuộc sống, công việc của bạn, bất kể bạn sống ở đâu, điều quan trọng nhất là phải sống tốt. Hãy suy nghĩ thật kỹ và chịu trách nhiệm với quyết định của mình nhé. Nguồn: Hu